Xin chào bà con và các bạn. Video này thì em sẽ hướng dẫn các bác cách trồng cây cải xoăn từ cái gói hạt giống cải xoăn này. Cải xoăn này còn gọi là cải xoăn kale, là cái hạt giống có nguồn gốc từ nước ngoài. Và cái cải xoăn này ăn rất là ngon các bạn. Cải xoăn ăn rất là ngon. Lá nó xoăn tít như này. Cách ươm hạt giống cải xoăn này thì rất là dễ các bạn. Cải xoăn nó nảy mầm khá tốt. Và khi mua cái cây cải xoăn này, hạt giống này về thì các bác ngâm cái nước ấm khoảng 40 độ, tức là hai sôi ba lạnh, ngâm trong khoảng 1 đến 2 tiếng. Ngâm khoảng 1 2 tiếng thì bà nếu mà cẩn thận ấy thì các bác ngâm xong thì các bác có thể ủ vào một cái khăn vải bông ấy. Các bác ủ khoảng khoảng 1 ngày, 1 đến 2 ngày. Thì các bác mang ra vườn các bác gieo. Các bác lưu ý là như này, cái cây cải xoăn này ấy, thì nó là một dạng cây to, nó không như cái cây cải mơ hay là cái cây những cái cây cải. Thế thì mình không phải là gieo vãi cả một luống, sau đó là mình xén như cây cải mơ, mà cái cây này vì nó là cái cây cũng khá to cho nên là mình có thể mình gieo vào bầu ươm, mình gieo vào một cái luống chuyên để gieo hạt, sau đó khi cây nó lên khoảng vài lá thì bắt đầu mình đánh ra. Các bác đánh ra, các bác cấy từng cây một theo hàng theo lối hoặc là cấy trong thùng xốp. Đó thì mỗi mỗi gốc các bác cấy một cây. Thì như thế cái hiệu quả kinh tế của nó là cao nhất. Và mình cấy theo hàng theo lối. Bởi vì khi cây này nó trưởng thành thì cây nó khá to các bạn. Đó là cái điều lưu ý. Cái vấn đề tiếp theo là khi cây nó lên rồi ấy, thì mình chăm sóc như thế nào? Các bác cần phải bón những cái loại phân để cho nó đủ chất và cây nó phát triển nhanh. Thì mình có thể dùng những cái phân hữu cơ người ta bán ngoài thị trường hoặc phân chuồn quế, những cái phân viên nén tan chậm thì các bác có thể rải theo từng từng luống từng gốc một thì giúp cây nó lớn nhanh. Ngoài ra thì các bác có thể phun một số cái phân bón qua lá cho nó, như cái phân đầu trâu NPK nảy chồi ra lá thì cái lá của nó rất là nhanh phát triển. Và khi cây nó lớn lên rồi thì mình lên tỉa những cái lá ở dưới gốc đi, những cái lá vàng dưới gốc đi để cho cái phần ngọn nó phát triển các bác. Cái cải xoăn này thì nó ưa thích cái thời tiết mát mẻ hơn, cho nên là hay trồng vào cái thời vụ là mùa thu, thu sang đông hoặc là đông xuân, hoặc là thường là trồng vào xuân hè hoặc là thu sang đông. Đấy. Xuân hè thì các bác trồng vào thời điểm khoảng tháng 12, tháng 1 âm lịch. Thì các bác sẽ thu hoạch vào khoảng tháng 3, tháng 4. Cái thời gian thu hoạch cái cây cải xoăn này thì nó khoảng tầm từ 75 đến 80 ngày. Đấy, các bác có thể thu hoạch tốt. Nếu các bác thu hoạch theo kiểu là cắt những cái lá từng lá một ấy thì các bác có thể thu hoạch được nhiều lần các bác nhé. Các bác có thể thu hoạch được nhiều lần.
bắt đầu có nhu cầu mua cái hạt giống cái cây cải xoăn này thì gọi theo số là 086 515 31 85. Giá là 23.000 một gói các bác nhé, 23.000 một gói cái hạt giống cải xoăn này. Trong gói gói này nó cũng khá nhiều hạt đấy các bác. 23.000 một gói ấy, hạt giống cải xoăn. Số điện thoại đặt hàng là 086 515 3185.